Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại đang có mặt ở cửa hàng xe gắn máy Mai Duyên đây. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đó các bạn. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương ha. Hôm nay ở trên đó là năm Tây tháng 6 rồi. Mình sẽ làm nguyên một cái series báo giá dòng xe tay ga. Đây, ngày 5 tháng 6 ha. Xe tay ga nhập nha, tức là nhập từ Indo, nhập từ Thái Lan. Và trong video clip này á, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm một chiếc xe tay ga nữa, cũng nhập khẩu từ Indo và của hãng Yamaha nha các bạn. Đây, hiện tại thì cửa hàng trưng bày hai mẫu luôn. Đây là mẫu Mio, mình đã có video báo giá rồi ha. Còn đây là dòng xe Fino. Nếu mà chiếc Mio này á, các bạn nói là nó góc cạnh quá, không thích hợp với phái nữ chẳng hạn, thì đây chiếc Fino này nó sẽ thích hợp hơn, nó cũng nhỏ gọn và thiết kế mềm mại hơn, uyển chuyển hơn cho các bạn để đi phố ha, đi làm đẹp, đi cà phê. Và giá hôm nay á, với phiên bản, tại vì xe này tới 3 phiên bản là các bạn, phiên bản Grande là phiên bản có giá cao nhất là 37 triệu ha, là giá đó bao gồm VAT. Còn hai phiên bản mà các bạn đã nhìn thấy trong màn hình nè, là phiên bản Premium và phiên bản Sporty á, thì giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, chỉ có 36 triệu thôi ha, cũng đã bao gồm VAT hết nha các bạn. Hiện tại thì cửa hàng bán cái phiên bản mà Grande đó các bạn, cửa hàng bán hết rồi, chỉ còn lại đây là chiếc xe của Premium và Sporty thôi. Đây là phiên bản Premium nè, màu đen. Phiên bản này á, nó sẽ có cái yên màu nâu, và phiên bản Sporty á, là yên màu đen, các bạn lưu ý ha. Còn cái bản cao cấp Grande á, thì nó sẽ có luôn cái hệ thống đèn LED. Đây, còn xe này á, là bóng đèn, đèn halogen. Còn xem nè ha, phía biển số luôn nè. Nếu các bạn ở tại huyện thì khoảng chừng 1 triệu, ở tại thị xã khoảng chừng 1 triệu 3 và ở tại tỉnh là khoảng 2 triệu 4 cho cái dòng xe này. Bây giờ mình đi chi tiết hơn cái màu đỏ này cho các bạn xem. Đây là phiên bản Sporty ha, màu đỏ đi với màu trắng, nước sơn bóng đó các bạn. Đây, ngay ở phía trước là các bạn nhìn thấy nè, Fino Sporty Yamaha nha. Xe này động cơ là 125 phân khối nha, chứ không phải là 100 hay 110 đâu. Nó nhỏ nhưng mà động cơ rất là mạnh, rất là khỏe. Thì đi phố thoải mái luôn ha. Và cái động cơ 125 này á, nó chỉ có cái khối lượng xe có biết nhiêu không? Chỉ có 98 kg ha. Động cơ mạnh mà khối lượng lại nhỏ, cho nên là xe nó rất là vọt ha. Gia tốc sẽ rất là tốt. Cái moment của xe á, sẽ là 9,6 Nm tại 5.500 vòng trên 1 phút. Còn mã lực á, là 9,52 mã lực. Các bạn thấy ấn tượng không? Rất ấn tượng như một dòng xe tay ga nhỏ gọn ha. Đây, các bạn xem tổng thể xe nè. Xe có rất là nhiều phiên bản màu nha. Mình quay như vậy thôi. Các bạn có thể là đặt màu khác cũng được. Cửa hàng thì có ship xe trên toàn quốc cho các bạn luôn. Có nhiều bạn ở xa mình biết, rất muốn mua xe ở đây, thì các bạn cứ mạnh dạn alo cho cửa hàng qua hai số trên này nè. Một số di động và một số bàn ha. Ship ra tận miền Bắc luôn mà chỉ có 600 ngàn thôi các bạn. Còn miền Nam thì còn rẻ nữa, chỉ có 300 ngàn thôi, phí ship theo tuyến quốc lộ 1A đó các bạn. Còn đây là phía trước nè, dè trắng bùn phía trước cỡ to nè. Mình đến với cái kích thước lốp phía trước. Kích thước lốp phía trước sẽ là 80-80. Cho cái vành này là 14 inch nha các bạn. Đây, cái vành này. Cái vành này mình thấy nó xài chung với chiếc Mio luôn ha. Rất là đẹp, màu đen bóng nha, phuộc nè. Và phía trước này nó sẽ được trang bị một cái phanh đĩa. Và vỏ này là vỏ không có ruột, không có ruột nha các bạn. Mình xin nhắc lại nha, lốp là 80 ha, vỏ không ruột đó các bạn. Đó, phanh đĩa nè, rất là nhỏ và xinh. Xe nhập khẩu từ Indo á, thì phía trước sẽ có một cái bách biển số nha. Còn đây là phần mặt nạ nè, để mình mở đồng hồ cho bà xem cái ha. Rồi mình sẽ tiếp tục với phần bánh sau. Đây, xe sẽ sử dụng chìa khóa cơ thôi nha các bạn. Tuy nhiên á, cụm chìa khóa cơ này sẽ có một cái chìa khóa nó to hơn. Biết vì sao không? Xe sẽ có tìm xe đó. Đó, thấy không? Đây ha, đèn trước và đèn sau sẽ đồng thời nhấp nháy luôn. Xe sẽ có thêm một cái khóa từ ở đây nữa nha, rất là tiện lợi. Mở yên đây luôn nè. Đó. Và đây là một cái cụm đồng hồ. Các bạn thấy không? Rất là đặc biệt nè. Báo xăng ha, báo đồng hồ trên này nè, báo tốc độ, báo ô đô,
rồi báo pha ở đây, báo rẽ ở đây nè, ha, FI nha, khung xanh điện tử FI nha các bạn. Đó, báo xăng ở chỗ này. Yamaha làm riêng một cái đồng hồ để báo xăng luôn, rất là xinh. Code pha nè các bạn ha. Đó, xi nhan nè, tắt nè, còi. Bên này không có công tắc đèn nha các bạn. Và cái cụm ghi đông trần này á, nó rất là sexy, đúng không? Nè, tay ga nè. Xe chưa có đổ xăng nha, cho nên mình không có đề máy được. Dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái cốp nhỏ nhỏ ở đây, rất là nhỏ ha. Và bên này là một cái cốp nữa để vừa một chai nước nha các bạn. Đây, chai nước nè các bạn thấy ha, chai này to đó. Đó, lọt thỏm luôn ha, rất là vừa vặn. Và cái phần mà cốp này á, Yamaha rất tinh tế khi mà tạo hình cho nó hình một cái trái tim. Các bạn có nhìn thấy không? Đây, lấy chai nước ra cho các bạn nhìn nè. Đó, trái tim các bạn thấy rõ ràng ha. Cái phần này nè, nó đâu vô nè. Ha, rất là xinh. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái phần lớp sau. À, lớp sau sẽ là 170, cũng là vành 14 inch nha. Vỏ không có ruột, lớp không xăm luôn. Đây là phần bô nè. Đó, phần bô. Được sơn đen mờ hết. Còn đây là cụm đèn phía sau nha. Tất cả đều sử dụng bóng halogen hết nha các bạn. Đây. Thiết kế này chắc các bạn cũng ít nhiều cũng quen mắt rồi. Các bạn thấy nó quen mắt rồi đúng không? Tại vì Việt Nam mình cũng có một chiếc Yamaha cũng mẫu mã na ná thế này. Còn đây sẽ là phần cản sau nè. Ha, cũng được bo tròn mềm mại và cầm nắm cũng rất là dễ thoải mái luôn. Và đặc biệt hơn á, trọng lượng xe 98kg mình không nói rồi. Độ cao nguyên xe chỉ có 745mm thôi. À, một bạn nào cao khoảng chừng 1,5m thôi vẫn có thể là thoải mái điều khiển cái xe này ha, 745mm. Dưới này á, thì chúng ta sẽ có một cái bình xăng là 4,2 lít. Còn cái cốp này á, sẽ là 8,7 lít nha. Cốp này á, không thể nào để vừa một cái nón bảo hiểm nữa đâu. Các bạn lưu ý ha, để thử cho bạn xem nè. Không vừa được đâu, không cách nào vừa, không thể nào để vừa được. Đó, rồi. Nhưng mà áo khoác, áo mưa thì được ha. Điện thoại bóp ví khi trời mưa cho vào đây là ok. Còn đây là phần gương của xe nè, rất là xinh các bạn ha, bóng loáng luôn, được xi rất là đẹp. Đó. Rồi, vẫn còn giò đạp nha. Còn cái chỗ này là cái chỗ để mình che nó bảo hiểm nè, hai bên luôn. Bây giờ mình đóng yên lại ha. Đây, coi là phần cụm đồng hồ nè. Tắt nha. Cái phiên bản mà cao cấp á, thì thay vì là bóng halogen, nó sẽ sở hữu là bóng LED ở phía trước, cũng rất là đẹp các bạn. Khoảng sáng gầm của xe là 135mm nha, cho nên khi các bạn leo lề thì phải chú ý một chút. Và cái động cơ xe này á, nó sẽ có một cái tỷ số nén là 9.5:1. Các bạn nên đổ xăng 95 đi cho cái động cơ này nó hoạt động trơn tru. Và khối động cơ này nó cũng sử dụng 0,8 lít nhớt. Các bạn lưu ý ha, khi mà mình thay nhớt á, mình thay đúng con số này, không dư không thiếu nha. Và nó sẽ được giải nhiệt bằng không khí chứ không phải là bằng các nước. Tuy nhiên á, thì Yamaha vẫn sử dụng là cái khối động cơ là Blue Core cho cái xe này. Còn đây là cái màu đỏ nè, bạn nhìn nè ha. Ở ngoài á, thì cái màu đỏ nó sẽ hơi sẫm màu hơn so với trong màn hình. Trong hình các bạn nhìn thấy giống như là nó hơi vàng rồi. Còn đây là phần tem của xe ha, giống như là một cái cánh chim bồ câu các bạn. Fino Sporty ha, Mio Fino Sporty. À, cái tên hơi na ná nhau nè, động cơ Blue Core đó các bạn. Còn nếu các bạn muốn mua trả góp xe này á, thì mình phải có mặt tại cửa hàng. Trước khi đến cửa hàng mình có thể là lên hồ sơ online trước cũng được. Đậu rồi, mình đến cửa hàng mình ký tên và mình nhận xe nha các bạn. Còn nếu các bạn muốn ship xe thì các bạn phải trả bằng tiền mặt, chuyển khoản cho cửa hàng 100% giá trị xe, rồi cửa hàng mới ship xe cho mình được nha. Bên này chúng ta sẽ có cái phiên bản màu đen bóng nè. Hiện tại cửa hàng mình thấy còn có hai cái màu này thôi. Màu đen này á, còn một xe nữa đằng kia kìa ha, là tổng cộng chỉ có còn có 5 xe thôi. Cửa hàng về lúc trước nhiều đó các bạn, mình quay review rất là nhiều. Bây giờ chỉ còn có hai màu này thôi các bạn, và chỉ có 5 xe thôi.
Đây, mình mời các bạn nhìn lại phía sau này ha. Tổng thể xe. Không gian nó hơi chật cho nên là mình không có tìm được những cái góc đẹp đẹp quay cho các bạn xem. Cụm đồng hồ nè. Tròn ha, tròn vo luôn. Khi mình mở khóa lên thì cái đèn này sẽ cháy luôn nha. Đây là cái đèn đờ mi. Cũng là bóng halogen thôi. Xi nhan. Đó. Bây giờ mình sẽ xin phép được kết thúc video nha các bạn. Xin chào các bạn.